đó là món bánh giò. Đó, thì nãy giờ thì mình cũng đã pha đậu và quậy đậu rồi. Đây, giờ mình quậy lên để chuẩn bị đó là làm bánh giò cho cả nhà mình ăn. Vừa quê đó, rất thích ăn những món bánh luôn. Món bánh này rất là dân dã luôn. Đó, thì hôm nay thì mình sẽ mời cả nhà thưởng thức cái món bánh giò cùng với Hữu Thiện nha. Quậy lên, từ lúc mà nó lỏng thì mình quậy một xíu cho nó đặc lên. Món bánh giò chay. Sáng thì đi cắt lá, chùi lá. Giờ thì quậy bột để làm bánh. Sườn non, rồi củ sắn và củ cải đỏ, rồi mình xào lên, mình làm cũng như mình cán cái lớp riêng nó lên vừa đủ, nó một muỗng riêng như thế này. Tấm nó lại cho nó gọn gọn ha, nó còn tròn như bánh bao vậy, nó dính lại cái bột lại với nhau. Xong rồi có một cái khuôn. Bỏ vô
cái bánh vô cái khuôn của nó. Chết quá. Đây cả nhà, một chiếc bánh thành phẩm. Cả nhà nhìn có xinh không ạ? Nếu như xinh thì cả nhà cho Thị một like nha. Những chiếc bánh giò tiếp tục là về quê và được cảm giác mà ngồi làm bánh như thế này thì thích lắm. Nói sao mà bà con mình thì cứ thích rủ rê nhau để về quê như thế này vào dịp cuối tuần để làm chi, để quê quần bên gia đình và để thưởng thức những cái món ăn như thế này, những cái chiếc bánh giò như thế này. Và hôm nay thì Hữu Thiện đó là sẽ làm bánh giò để nấu cho cả nhà mình nha. Vì nghe thấy nó mỗi lần về quê đó là Hữu Thiện thích cảnh này đó. Ở thành phố thì Hữu Thiện không có thích bằng, không lên thành phố thì mình già bao nhiêu rồi ngồi cũng chạy về quê, chạy về quê để lập chi gần gũi với bà con, mình cũng thích những cái bánh như thế này. Mà nó là cái chung bà con mình thì biết làm nhiều cái bánh lắm, bánh giò, bánh lá rồi bánh xèo rồi bánh nào nó cũng mang một cái hương vị đặc trưng của quê nhà trên trời quê đó. Hôm nay thì Hữu Thiện xin mời cả nhà mình thưởng thức cái món bánh giò, bánh giò gói lá chuối. Những cái bánh này thì thường ở trong chùa rồi có những dịp lễ rằm rồi này kia rằm lớn rồi thì thường họ gói những cái bánh như thế này để đãi bà con Phật tử. Mình cũng thấy trong chùa nhiều người làm lắm. Hôm nay thì Hữu Thiện sẽ đích thân làm cái bánh này để đến cho cả nhà mình thưởng thức nha. Làm chuyên nghiệp không? Làm được luôn hả? À, sáng dạ. Thì cái lá này một cái lá ngang và một cái lá dọc, có cái khuôn như thế này. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp chị. Cho mấy điểm? Cho mấy điểm này? Sáng thì mới vừa học thôi. Có đốt đèn trong bụng đó, gọi là sáng dạ. Phải học chứ. Mình không biết mình học thôi. Bỏ những cái khuôn. Cái khuôn này rất là hay, là cái khuôn nhỏ để mình ốp lá xong rồi nữa mình bỏ dưới cái khuôn bự này, rồi xong rồi mình mới lấy cái khuôn nhỏ ra. Khuôn này làm bánh này đó, là cũng rất là hay. Xong rồi để đây. Mấy điểm? Mười điểm. Mấy điểm? Mười điểm. Mười điểm. Cả nhà xem đánh giá nha. Giỏi. Bánh nha. Tiếp tục làm thôi. Bánh nó ngon không ạ? Chiếc bánh giò. Rồi Hữu Thiện về đây làm bánh giò xong Hữu Thiện đi bán bánh giò luôn. Điều cái nhân nó trên điều trên cái vừa cái mức độ tỷ lệ vừa phải, mình thấy vừa cân đối rồi thì mình sẽ gói cái bánh lại. Đổ này ai hái vậy mẹ? Ba em hái chị. Chín được không? Chín. Chín tự nhiên luôn. Một cái lá ngang và một cái lá dọc. Cái gì mình không biết thì mình học thôi. Xong rồi có cái khuôn nhỏ này để mình làm tạo cái khuôn đó, xong mình bỏ vô khuôn bự. Xong rồi mình lấy cái khuôn nhỏ ra.
nhờ cái khuôn này thì mình mới ra những chiếc bánh giò như vậy. Xong rồi thì mình cho cái bánh giò vào. Xong rồi thì mình bẻ cái đầu hai bên này, mình ốp cái đầu này, ốp cái đầu này. Ốp xong. Đã thành phẩm một chiếc bánh. Sống được hết, mình không có sợ đói. Cũng hay. Mình mang cái nghề này qua bên đó. Ở bên đó thấy gì? Dạ hữu thiện chị. Chị gõ hữu thiện là nó lên à. Mình thấy ở bên đó những người Việt ta làm chỉ đậu hũ thôi, những cái món ăn đơn giản đậu hũ sâu rồi thôi. Mà người ta bỏ siêu thị, người ta bán rất là đông luôn. Đó, hôm nay hữu thiện làm cái món bánh giò này, biết đâu sang đó hữu thiện làm cái món bánh giò này. Giới thiệu với bà con người Việt mình thế luôn, thì ăn nguyên nồi luôn, ăn nguyên một cái phần hấp rồi luôn á. Không đâu sợ đói đâu mọi người, không sợ đói, làm được thì đi bán. Và đó bán cái bánh này chừng cỡ chừng 2-3 đồng ha trời. Dạ bán chừng 2-3 đồng thôi. Bữa nay em được làm cái món bánh này xong, làm cái món còn làm món bánh giò bên đó bán chừng cỡ 2 đồng thôi trời. Tại vì cuộc sống bên đó người ta rất là bận rộn, người dạ người ta không có rảnh. Cứ người ta đi vô cái khu chợ người Việt đó chị, thấy đồ ăn mà cái món Việt mình là người ta lấy hả, nào là bánh tiêu rồi này kia rồi bánh giò rồi ha, mấy cái này thôi người ta thấy cái là người ta gom liền. Người Bắc đó là bán của người Bắc. Nó làm cái khuôn này cũng phải có kỹ thuật. Món Bắc Kỳ bữa gặp anh Nam Kỳ làm nha mọi người. Món Bắc Kỳ hôm nay vào tay anh Nam Kỳ thì em ấy nói là anh ấy cũng làm được. Cho mấy điểm đây. Cái này là mới học vậy là được rồi, ra nghề luôn à. Hai bữa nữa là ra nghề bán được rồi, cần chi lấy điểm. Còn điểm là để bà con Việt Nam mình ăn thử. Chúc cho hàng sớm. Cho thì chắc 10 điểm rồi đó, còn bán là người ta chấm khắc hơn. Hữu Thiện em qua Sống Đạo em. Sống Đạo nói cái món bánh này là Hữu Thiện làm. Chị Tâm cho 10 điểm rồi đó. Chắc là con Sống Đạo. Mình cho Phi đi. Ồ, 10 điểm cộng. 10 điểm cộng hay 10 điểm trừ? Mình cho là 10 điểm cộng không? Nó dừng bán á. Ui, bữa nay hơi mặn nha Thiện. Nước mắm bên này là thiếu ớt rồi. Cả nhà xem đây chiếc bánh. Hôm nay con Sống Đạo bán. Em nói cái bánh này bữa nay em làm, em trước khi em về thì em sẽ làm cái bánh gửi đến bà con nơi Sống Đạo. Tại vì cái bánh này là bánh của người ngoài miền Bắc, cho nên người Nam mình thì cũng ít có ăn và ít có biết gì món bánh này. Và nếu như mình nói là người Nam mà làm cái món bánh này thì họ cũng hơi có bị ngạc nhiên, đúng không chị? Họ ngạc nhiên vì cái món bánh này. Bánh này là tiêu biểu ngoài vùng miền Bắc. Bỏ kỳ hả? Ông có ăn chay không? Có. Ôi, nuôi cũng cho ăn chay hết luôn. Em đi từ đâu? Vậy mai mốt tôi đi bến xe Tây Ninh là nó chở chung chuyển về đây luôn hả? Trời ơi. Phải biết vậy hổm là không mà em phải ghé bên chợ bắp trước nên em về Hòa Diện. Ủa còn nếu mà mình đi nó vô đây đó không? Qua Sống Đạo, Sống Đạo không tin thì lên cái kênh YouTube của Hữu Thiện để xem nha. Em trung chuyển bây giờ đây nữa luôn. Dạ. Ủa vậy hay vậy? Vậy bữa nào về là khỏe rồi. Trời ơi tôi đang lo lắm. Trung chuyển của xe nào? Xe Đồng Phước. Đồng Phước hả? Hồi nãy em có sạch trên mạng, em có tìm thấy cái xe đó rồi. Thiện này không khéo thiệt chứ. Khéo không thiệt, cứ làm chứ không có khéo bằng ổng luôn á.
Sao khéo bằng em được? Một giống thiện kia ha. Sao chị? Đúng rồi. Khéo léo lanh lợi. Không có nha, nay là chia tay rồi. Một cái nét đặc biệt. À, nay là bạn thân nè. Một cái nét đặc biệt quý vị muốn để nó cho cả nhà mình. Cũng không có nhưng mà một cái chiếc khăn rằn. Bình thường. Đây, nó là chiếc khăn, cái nét đẹp tiêu biểu của người dân Nam Bộ mình. Nếu như mà mình đi du lịch vào trong Nam Bộ thì mình sẽ thấy những người dân ở đây và các điểm du lịch như là ở địa đạo Củ Chi nè, thì họ sẽ bán những cái chiếc khăn như thế này, đó là nét tiêu biểu của người dân Việt Nam. Tiêu biểu chiếc khăn rằn. Còn ở dưới quê của Phú Thượng đó thì của Tổ quân tóc dài cũng có mang cái chiếc khăn này của bà Nguyễn Thị Định, Tổ quân tóc dài. Thì mình thấy những cái chiếc khăn rằn như thế này của Hữu Thiện rất là thích luôn. Và hôm nay Hữu Thiện về cùng đất Tây Ninh. Ở đây thì là cái món nhum này thì làm cho người già, để người già răng yếu, ốc đậu rồi. Nhiều nhiều anh, vì ba ăn chừng 3 cái à, cứ ráng làm cho hết rồi. Nhiều đây canh 3 cái. 3 cái hả? Dành cho người già, mình làm cho người già khác, người trẻ khác. Cái này cái ốc đậu thì nó sẽ mềm hơn, đậu nó mềm hơn. Dành cho người già. Để riêng à? Cái này để riêng, em để trong góc này đi. Để ăn nhầm của người già. Và cái món bánh gì thì mình cũng thấy một cái niềm vui thú vị ở trong đó. Coi như là cái niềm vui thú vị đó, hy vọng đó là mình gửi đến người ăn sẽ thưởng thức cái chiếc bánh này nó sẽ ngon hơn. Đó là chiếc bánh này hôm nay là chính tay Hữu Thiện làm để nó mọi người gửi đến bà con nơi xóm đạo nha. Cho mình bên biết kênh YouTube của Thiện chưa? Có nói không? Hữu Thiện. Có nói chưa? Quảng cáo chưa? Có, em có nói rồi.
làm chắc cũng được có mười mấy chục cái ạ. Chị dân dân hả Thành? Chị nhân đi bữa nào chị làm? Làm hết luôn chứ để gì? Làm mình ăn có 1 cái 2 cái cái còn có nhiêu bài á nó vui bài không răm rang câu chuyện ngồi bữa nay có em nữa chứ bài ra có em quay nữa nhà em cũng vậy đó đúng không chị không bao giờ làm ăn bánh xèo á gì cũng vậy có mình làm mình chi ăn uống là phải có người bài ở dưới quê cũng vậy nữa ví dụ nhà muốn ăn bánh xèo hay gì phải bài ừ bữa nay ngủ nghe ngủ ghê nghe về về ăn gì dù quê gì nhà quê nó bánh xèo nha đang ở quê Tây Ninh nên... làm món ăn rồi mình mới biết nhiều cũng biết chứ hỏi học qua chứ biết qua không bằng làm qua phải hỏi qua biết mình làm thôi. Cái bánh của anh Thiện làm hơi bị chất lượng nha. Nước sôi cả nhà ơi. Thì bây giờ đầu mình nhờ cắt bánh ra. Cái bánh này 18 cái. Cái xe bánh cú nào cũng nặng luôn. Bỏ vô mình thấp 18 cái bánh. Nhưng đồng lại sức cha đi gần. Thì mình thấp nó chừng khoảng hơn nó là 30 phút. Thì mình sẽ dùng